Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 24. Dám cướp bóc gia chủ của một trong những gia tộc hàng đầu Quy Khư, đây chắc chắn là sự kiện lớn nhất trong gần 100 năm qua. Có lẽ Thượng Quan Vân cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó chính ông ta sẽ bị cướp. Cung Nghê Thường nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ, trái tim như nai con lạc đường. Đẹp trai, võ công giỏi, có trách nhiệm, người đàn ông như vậy có phụ nữ nào không yêu chứ? Cung Nghê Thường là người đẹp nhất trong giới võ lâm nhưng cuối cùng cũng không phải là một tiên nữ không muốn dính dáng đến thế gian, cũng sẽ có thất tình lục dục. Bây giờ tôi đang rất tức giận, tôi muốn thêm tiền. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt nói, 3.000 lượng vàng, có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề. Thượng Quan Vân lo sợ nếu dám nói một từ không thì có thể sẽ bị đối phương đâm đao liên tiếp cho chết. Mặc dù ngoài mặt ông ta đã đồng ý vội vàng nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Chỉ cần Lý Trạch Vũ dám quay về với ông ta đến nhà họ Tư Mã thì lúc đó ông ta sẽ liên kết với gia tộc của mình để tấn công hắn. Còn dám đòi vàng à? Mơ đi! Có câu nói thế nào nhỉ? Ước mơ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế thì khắc nghiệt. Lý Trạch Vũ không biết từ đâu lấy ra một cây bút máy và một tờ giấy A4 đưa đến trước mặt Thượng Quan Vân. Tôi nói thế nào? Ông viết như thế, viết thêm hoặc bớt một chữ, tôi sẽ chặt một ngón tay của ông. Hả? Thượng Quan Vân ngây người ra như phỗng. Khu khu. Lý Trạch Vũ hắng giọng một tiếng, lấy 1.000 lượng vàng từ phòng thu chỉ của gia tộc ta ra, đưa đến lối ra vào của Quy Khư, không được để người khác biết, bản gia chủ đang chuẩn bị một việc lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thượng Quan Vân nhanh chóng viết xong. Lý Trạch Vũ nhấc chiếc bút thép và tờ giấy, kiểm tra một lần sau đó hài lòng nhét vào túi. Thượng Quan Vân không dám thở một hơi, ngượng ngùng hỏi, thiếu hiệp, có thể để tôi đi không? Để ông đi ư? Lý Trạch Vũ nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc, trước khi tôi nhận được vàng thì tốt nhất ông đừng nói những lời ngu ngốc như thế. Tôi, Thượng Quan Vân không dám tức giận. Lý Trạch Vũ vẫy vẫy tay gọi Cung Nghê Thường sau đó quay lại hét với Thượng Quan Vân, theo tôi. Nhìn hai bóng lưng của họ, Thượng Quan Vân lưỡng lự một chút nhưng vẫn chọn theo sau. Mặc dù ông ta rất muốn chạy trốn nhưng lại không dám đánh cược. Cùng lúc đó, Cusson, người đã trở lại, đứng trước một nhóm người của tộc bất tử, nỗi sợ hãi và lo lắng trên khuôn mặt không thể che giấu. Cung vô địch, người ẩn mình trong đám đông, lập tức nhận ra điều này, ông ta đoán rằng chắc chắn Cusson đã gặp Lý Trạch Vũ. Lackerson tiến lên dò hỏi, huyết hoàng, có chuyện gì vậy? Không có gì. Cusson giả vờ bình thản hỏi, tình hình ở đây như thế nào? Có hơn 60 người rơi vào tay chúng ta, theo sự chỉ dẫn của huyết hoàng. Chúng ta không giết họ mà chờ đến khi họ tỉnh lại, họ sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Lackerson báo cáo một cách chi tiết. Cusson gật đầu hài lòng sau đó hỏi, gửi người đi thông báo cho đệ ngữ nam, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho ông ta càng nhanh càng tốt. Điều ông ta lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, chỉ có thể biến nhiều người mạnh mẽ hơn thành tay sai của mình càng nhanh càng tốt thì mới có thể tự tin đối đầu với Lý Trạch Vũ. Vâng, tôi sẽ gửi người đi ngay lập tức. Lackerson gật đầu đồng ý. Cusson nhìn về phía Cung vô địch, vô địch, đi cùng tôi. Cung vô địch đi về phía trước cẩn thận. Cusson nhấn mạnh, có phải ông đã gặp quân đế rồi không? Lý Trạch Vũ đang ở bên cạnh Cung Nghê Thường, vì vậy ông ta tin chắc rằng Cung vô địch chắc chắn biết về việc Lý Trạch Vũ đến Quy Khư. Đúng, Cung vô địch thẳng thừng thừa nhận. Ánh mắt Cusson lộ ra vẻ tàn nhẫn, tại sao ông không thông báo cho? Chúng tôi, quân đế. Chúng tôi vừa mới chiến đấu với những đệ tử của các gia tộc đã bị Lý Trạch Vũ bất ngờ kéo đi, khi đó ông đang truy đuổi kẻ mạnh kia, vì thế. Cung vô địch không giấu giếm mà tường tận kể lại mọi thứ. Cusson nhếch môi, tại sao ông không đi cùng với con gái của ông? Huyết hoàng, hiện tôi đã là người của tộc bất tử, không thể hòa nhập vào thế giới của con người. Cung vô địch nhìn Cusson, nói từng chữ một, xin huyết hoàng hãy yên tâm, tôi tuyệt đối trung thành với ông, với tộc bất tử. Cusson suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu hài lòng, tôi tin tưởng ông, yên tâm, khi lấy được hoa trường sinh, tôi sẽ không để ông thiệt thòi đâu. Cảm ơn huyết hoàng. Cung vô địch giả vờ hứng khởi. Sáng sớm hôm sau, những người của các gia tộc lớn dần dần trở về nhà họ Tư Mã. Thượng quan huynh gặp được con quái vật đó không? Tình hình thế nào, thượng quan huynh có mạnh hơn quái vật đó không? Hách Liên Trì và Tư Mã Thừa Phong liên tiếp nói. Gia chủ của gia tộc Ngưu.
Ngưu Hồng Binh bi thảm nói, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của những quái vật đó. Tư Mã Thừa Phong bực, tôi không hỏi ông, tôi hỏi Thượng Quan Huynh có thể đánh bại quái vật đó không? Nếu Thượng Quan Vân có thể đánh bại quái vật thì họ sẽ không có gì phải lo lắng. Nếu Thượng Quan Vân thua trước đối thủ, vậy tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của họ. Thượng Quan gia chủ vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp đánh với lão quái vật đó cũng hơn trăm đòn, trận đấu đó thực sự là một trận đấu kinh thiên động địa. Con mẹ nó, ông không hiểu lời tiếng người à? Nhìn thấy Ngưu Hồng Binh nói nhảm nhí, Hách Liên Chỉ không kìm được nói dục, ai mạnh hơn? Ngưu Hồng Binh hoảng sợ, ngắt lời nhanh chóng, Thượng Quan gia chủ không đánh bại được quái vật đó. Soạt, cả đại sảnh rơi vào sự im lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ. Thượng Quan Huynh ở đâu? Sao ông ta không quay về? Tư Mã Thừa Phong đột nhiên nhận ra không thấy bóng dáng của Thượng Quan Vân, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngưu Hồng Binh nói trắng trợn, quái vật đó đã săn đuổi Thượng Quan gia chủ không buông, chúng tôi cũng không rõ. Hách Liên Chỉ nhìn ông ta một cái, không hài lòng nói, vậy tại sao ông không đến trợ giúp Thượng Quan Huynh? Ngưu Hồng Binh than phiền, chúng tôi cũng muốn giúp đỡ Thượng Quan gia chủ nhưng chúng tôi cũng bị một bầy quái vật vây quanh, hoàn toàn không thể phân thân được. Nghe thấy điều này, Hách Liên Chỉ và Tư Mã Thừa Phong nhìn nhau, khuôn mặt của họ trở nên nghiêm túc hơn. Đến nay Thượng Quan Vân vẫn chưa trở về, liệu có phải cũng gặp phải tai nạn không? Đợi một chút. Tư Mã Thừa Phong đột nhiên thay đổi chủ đề hỏi, Tiểu Ngưu, ông vừa nói là đệ ngũ thông báo cho ông về vị trí của quái vật. Gia chủ của chúng tôi có an toàn không? Thậm chí gia chủ của chúng tôi còn không quay về nhà. Một số gia trưởng của gia tộc đệ ngũ tỏ ra rất kích động. Đệ ngũ Nam đã là người mạnh nhất còn lại của nhà họ đệ ngũ, nếu có chuyện không may xảy ra với ông ta, vị thế của gia tộc đệ ngũ chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi bốn gia tộc hàng đầu. Họ không thể không lo lắng. Thực ra là chính đệ ngũ gia chủ đã cho chúng tôi biết vị trí của quái vật, sau đó Thượng Quan gia chủ đã yêu cầu đệ ngũ gia chủ cưỡi ngựa của ông ta trở về nghỉ ngơi. Vẻ mặt Ngưu Hồng Binh trông rất bối rối. Tại sao, đệ ngũ gia chủ vẫn chưa trở về chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.